Tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhưng mệnh chủ tuổi Đinh Mùi là người có tính cách cũng như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Đinh Mùi trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi không được lý tưởng do phạm vào cục diện xung thái tuế và nhiều sao xấu chiếu mạng. Ảnh hưởng lớn nhất nằm ở đường công danh, sự nghiệp. Công việc của các bác gặp nhiều khúc mắc, sẽ bị cả điều kiện chủ quan và khách quan tác động, gây cản trở, họa thị phi rình rập, khiến tình hình tài chính sụt giảm. Ngoài ra, hàng loạt áp lực ập đến khiến tình trạng sức khỏe của các bác tuổi Đinh Mùi không được như ý, có thể ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân. Cơ thể có dấu hiệu suy nhược nghiêm trọng. Cho nên, để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho bản thân. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Công việc làm ăn của các bác tuổi Đinh Mùi gặp nhiều vất vả và trở ngại trong nửa cuối năm 2021. Vì thế làm gì, dù lớn hay nhỏ, các bác cũng cần hết sức cẩn thận. Làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết, kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng, còn dính tới công quyền, pháp luật. Trong thời gian này, có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến, khiến các bác không biết nên xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phái nhiều, lại ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng này khiến các bác tuổi Đinh Mùi sẽ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Vậy nên trong thời điểm này, các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp sức cho sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi trong nửa cuối năm 2021 cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát. Dù được người khác nhắc nhở, nhưng với bản tính khó thay đổi, các bác vẫn cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất, tật mang. Thời gian này cũng không thích hợp để các bác tuổi Đinh Mùi đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Ngoài ra, các bác nên nhớ, dù là làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến của người góp ý, bạn bè, nếu không các bác sẽ mất tiền oan. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ vào các bác bảo vệ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của các bác tuổi Đinh Mùi trong nửa cuối năm 2021 không suôn sẻ như mong đợi. Thậm chí, nếu không cẩn thận còn có thể gây ra mâu thuẫn, dẫn đến đổ vỡ bất cứ lúc nào. Các bác khá thụ động trong tình cảm sẽ vấp phải những khúc mắc, tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của mình đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Các bác nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ cho phù hợp. Ngoài ra, các bác cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn êm ấm và đồng lòng. Đặc biệt, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác tuổi Đinh Mùi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi cho thấy, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, các bác tuổi Đinh Mùi rất dễ gặp qua một vài vấn đề ngoài ý muốn ở phương diện sức khỏe. Các bộ phận như gan, mật, tim mạch sẽ có mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cho nên, các bác cần phải thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để có hướng chữa trị càng sớm càng tốt. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác sẽ gặp tai nạn bất ngờ do va chạm xe cộ. Các bác cần tránh xa khu vực ao hồ, sông suối, hoặc tốt nhất là các bác có thể tận dụng việc hiến máu, nhổ răng để ứng hóa huyết quang, giảm bớt tai ương. Đặc biệt hơn nữa, đó là các bác tuổi Đinh Mùi hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, vận thế của các bác tuổi Đinh Mùi không được thuận lợi như ý muốn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Dù các bác luôn cố gắng hết sức mình, nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác oai, tác quái, kìm hãm bước phát triển của các bác. Cho nên các bác cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự tốt đối với mình, ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại. May mắn phương diện tài lộc trong tháng có những bước phát triển ổn định. Các bác nên phát triển theo hướng chậm mà chắc, chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Các bác tuổi Đinh Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch. Dù sự nghiệp đã dần ổn định hơn, nhưng khó khăn, vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn, nên các bác có thể thả lỏng, không còn quá căng thẳng. Tuy nhiên, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm. Có lẽ đây là lúc các bác cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Đặc biệt trong thời điểm này, các bác cũng không nên vội vàng đầu tư, sẽ bị kẻ xấu lừa gạt dẫn đến cảnh phá tài. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Các bác tuổi Đinh Mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này. Đều do các bác quá hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, nên dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết. Trên phương diện tiền bạc, các bác có thể sẽ phải chi tiêu nhiều cho việc phô trương bản thân. Trên thực tế, các bác không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Hãy tự tin là chính mình, người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của các bác. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Đến tháng 10, vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó. Các bác có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn, tạo động lực để các bác có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Dù bước vào thời điểm cuối năm 2021, nhưng vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi vẫn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tương hại khiến các bác sẽ vướng vào bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sự sáng suốt để nhận ra. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách. Các bác cần chú ý đến chuyện tình cảm nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình. May mắn là phương diện tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Nếu chi tiêu hợp lý thì các bác vẫn còn tiền để tiết kiệm, phòng biến cố xảy ra. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Dưới sự tác động của cục diện tương xung, tháng 12 âm lịch các bác tuổi Đinh Mùi vẫn không được yên ổn. Dù đã cố gắng làm việc nhưng các bác vẫn luôn phải chịu đựng sự đối nghịch của đồng nghiệp. May mắn tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, các bác có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm. Song thời điểm này cũng cần phải mua sắm rất nhiều thứ, nên có thể khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Đinh Mùi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo 6 hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là 6 hạn của các bác tuổi Đinh Mùi. Trong 6 tháng cuối năm 2021, bác trai tuổi Đinh Mùi bị sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường đem tới những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, nhà cửa, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, bác trai còn gặp phải hạn tam kheo. Khi gặp hạn tam kheo, các bác nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp hay chứng mỏi mắt hay bị mờ. Còn đối với bác gái tuổi Đinh Mùi thì trong thời gian nửa cuối năm, bác lại bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 âm lịch. Không những vậy, bác còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp hạn thiên tinh, bác gái tuổi Đinh Mùi phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạ gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Thứ hai là luận hung căn niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Đinh Mùi trong thời gian này gồm có các sao Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc và sức khỏe của các bác. Cung Tam Hợp thì có các sao Tam Môn, Điều Khách, Lưu Hà, báo hiệu gia đình có tan chế, chuyện phiền muộn. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Hoa Cái, Thái Tuế, Phá Thoái. Phá Thoái tăng lực cản cho công việc làm ăn, điềm báo tiểu nhân quấy phá. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.